chỗ nhà thờ mà ngồi ăn cái bún làm có tên gì thỉ ăn mấy đúng cái đồ lặt vặt thì ok à. Giỏi. Con bà thương con hơn thương Emily con biết không? Trời ơi, nói vậy đó, để cái đầm nước mía đó. Mày ơi, quay phim rồi còn nói gì nữa nha. Mày mốt em đó. Mốt em nó nghe đó. Ê, mày ngồi. Con Emily á, nó sẽ người ta sẽ thương nó. Xong rồi con này nó đi vòng vòng là nó ra ngoài đời á, không ai thích nó hết á. Mình phải là thương nó hơn để cho nó chừng nào sau thì người ta, tại vì tính viết chứ cái chuyện này người ta mua rồi. Daddy look, my new movie thì con này sẽ giết mình. Nó phải, nó từng nó giết mình mà nó phải giết mình mà cái con này là con không có thằng cầu khủng đâu. Nhiều cái thế giới này cùng khủng hơn mấy người thích coi những câu chuyện, nghe những câu chuyện gì chuyện hay lắm á. Chuyện này là người ta mua rồi á, chỉ có thời giờ chưa thời giờ biết thôi. Không, cái đồ chỉ có mấy thằng bông nữa nghe đâu. Cái chuyện cái con này là con này nó ác, con này nó dữ, nó lớn lên mà thích nó hết đó, mà mình phải thương nó hơn cái con kia. Cái con kia là nó dễ thương quá, ai con thương nó hết. Thiệt chứ, đi đâu quá. Cái con này nó cứ khóc khóc thôi. Con Emily lên ngồi ba, nhanh lên. Mày ngồi. No thiệt đó chứ. Công nhận nãy Triết nó nói con không tin. Giờ ăn xong con mới thấy no. Trời ơi, cành hồng thiệt tình luôn. Mẹ. Ăn 2 muỗng, 2 3 muỗng hết. Nó cành hồng thiệt tình luôn. 2 3 muỗng hết. Nhanh lên. Cha chịu không nổi luôn. Hạ miệng, hạ miệng. Cái muỗng nữa thôi, muỗng nữa. Muỗng nữa cho ba. Em mua Emily. Ăn muỗng nữa thôi, muỗng nữa. Muỗng nữa xong kẹo. Ăn lên. Muỗng. Làm gì nữa vậy? Giỏi chưa? Dễ sợ. Bây giờ nói đi. Tao giờ tao gửi qua cho.